chạy một phát không dừng luôn. Sợ. Giờ chữ D cho vui. Đừng. Câu số 1 cho các phát biểu. Thứ nhất, chất điện ly bao gồm muối, axit bazơ. Ok. Dạy các chất HF, NaF, NaOH đều là chất điện ly mạnh là sai, vì HF là điện ly yếu nè. Dạy các chất CH5OH, C6H12O6, glucose, CH3CO là chất điện ly yếu sai nè. Nó là chất không điện ly. Những chất khi tan trong nước cho dung dịch dẫn điện được gọi là những chất điện ly, đúng nè. Cái này đúng nha. Vậy sai. Hai phát biểu đúng. Phản ứng có phương trình ion thu gọn H cộng cộng OH trừ cho ra nước chính là phản ứng giữa axit và bazơ, axit mạnh và bazơ mạnh. Cho nên chúng ta sẽ chọn phương án này, phản ứng số 1, phản ứng số 2 và phản ứng số 6. Phản ứng 1, 2 và 6, 3 phương trình. Câu số 3, các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch? Muốn không cùng tồn tại trong một dung dịch là chúng phải kết hợp với nhau để sinh ra chất khí, chất điện ly yếu hoặc là chất bay hơi. Ở đây chọn câu A vì NH4 cộng cộng OH trừ cho ra khí NH3 và nước. Khối lượng chất rắn khang có trong dung dịch chứa 0,01 mol Na cộng này, 0,02 mol magie 2 cộng, 0,03 mol Cl trừ và A mol SO42 trừ. Thì trước tiên chúng ta phải tính định luật bảo toàn khối lượng. Định luật bảo toàn tích 0,1 nhân 1 cộng 0,02 nhân 2 bằng 0,03 nhân 1 cộng 2 nhân x giải ra x bằng 0,01 cộng 0,02 nhân 2 trừ 0,03 thì 2 x bằng 0,01. Và chất rắn khang thu được là 23 nhân 0,01 cộng 0,02 nhân 24 cộng 0,03 nhân 35,5 cộng 0,01 nhân 96. Bấm ẹt luôn, 2,735 gam, đúng rồi. Còn có mấy oxy cắn của cặn. Trộn 100ml dung dịch hỗn hợp gồm H2O4 0,05M và HCl 0,1M với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và BaOH 2 lần 0,1M thu được dung dịch X. Vậy thì pH của dung dịch X là bao nhiêu? Đầu tiên mình tính số mol H cộng mấy đây? H cộng này là mình lấy nè. H cộng là mình lấy này 0,1 nhân mở ngoặc nè. H2O4 0,05 cô nhân 2 cộng HCl 0,1 nữa. Ra 0,02 nè. OH trừ như mol này. OH trừ nè. Rồi cô lấy 0,1 nhân mở ngoặc này. 0,2 cộng 0,1 nhân 2. BaOH lần có 2 OH trừ nè. Là 0,04 nè. Rồi OH trừ nhiều hơn. Thì nồng độ OH trừ dư là mấy? Nồng độ trừ dư lấy 0,04 trừ 0,02 chia tổng thể tích số mol H cộng hết, cho nên là tính H cộng, tính OH trừ phản ứng theo H cộng. Vậy OH trừ dư bằng số mol OH trừ ban đầu, OH trừ phản ứng chia tổng thể tích. Vì lúc này đã đổ hai axit vô với nhau, hai axit bazơ vào nhau 0,1. pH tính theo dung dịch OH trừ thì pH sẽ bằng 14 cộng log của OH trừ. Bấm máy tính là 13. Chính xác. Tìm phát biểu đúng này, NH3 có tính khử mạnh, tính oxy hóa yếu. NH3 có tính oxy hóa mạnh, tính khử yếu này. NH3 là chất khử mạnh, NH3 là chất oxy hóa mạnh, chọn câu B.
à, cho từng chất rồi lần lượt phản ứng với H2O3 đặc nóng. Số phản ứng thuộc loại phản oxy hóa khử là những hợp chất nào có số oxy hóa đang ở số oxy hóa thấp thì khi phản ứng với H2O3 đặc nóng mới là phản ứng hóa khử. Như vậy là sắt là 1, FeO là 2 nè. FeOH 2 lần là 3 nè. FeO4 là 4 nè, FeCO3 là 5. Đang ở số oxy hóa thấp, ví dụ 0 cộng 2 là cộng 8 phần 3. Vì số oxy hóa cao nhất của sắt là cộng 3, cho nên là ở thấp thì nó mới là phản ứng oxy hóa khử. Nên ở đây ta chọn được 5 cái. Trong phòng thí nghiệm axit phosphoric được điều chế bằng phản ứng cho phospho tác dụng với HNO3. Câu số 9 đúng sai. Độ dinh dưỡng của phân đạm, phân lân và kali tính theo phần trăm khối lượng tương ứng của N2O5, P2O5 và K2O. Độ dinh dưỡng của phân đạm là tính theo phần trăm litơ thôi. Người ta không bón phân ure kèm với vôi, chính xác. Vì phân ure kèm với vôi, bón kèm với vôi là vôi nó sẽ tác dụng hết với ure, không còn đạm nữa. Phân lân chứa nhiều phốt pho nhất là phân su 3 phốt pho kép, chính xác. Bón nhiều phân đạm amoni làm cho đất chua, chính xác. Quặng phosphoric có thành phần chính là Ca3B4 hai lần, chính xác. Ba phát biểu đúng thôi ha. Câu số 10. Nhận định nào sau đây về axit HNO3 là sai? Trong các phản ứng axit bazơ HNO3 đều là axit. Trong các phản ứng axit bazơ HNO3 đều là axit mạnh, đúng rồi. Phản ứng axit bazơ là phản trung hòa ấy. HNO3 đặc nguội có thể tác dụng vào hết kim loại trừ vàng bạch kim, này sai nha. Còn có nhôm nè, sắt nè, chrome nữa nè. Axit HNO3 có thể tác dụng một số phi kim, Cu lưu huỳnh đúng nè, carbon lưu huỳnh đúng nè. HNO3 có thể tác dụng nhiều dạng chất hữu cơ đúng nè. Cho 19,5 gam một kim loại M tan hết trong dịch HNO3 thu được 4,48 lít khí NO điều kiện tiêu chuẩn xác định tên kim loại. Thì mình lấy hóa trị kim loại là ít, nhân số mol kim loại là 19,5 chia M lớn M thì bằng NO là 3 này, nhân số mol 4,8 chia M 2,4 này. Và ở đây cô tính ra M là bằng bao nhiêu đây? 19,5 nhân 22,4 chia 3 chia 4,48 32,5. M bằng 32,5, X chọn X bằng 2 là kim loại kẽm chết N. Câu 12 cho các phát biểu sau. Khí CO2 gây ra hiệu ứng nhà kính, hiện tượng hiệu ứng nhà kính đúng nè. Khí CO2 gây ra hiện tượng axit đúng nè. Khi được thải ra khí quyển Freon chiếu là CFCl3 và CF2Cl2 phát hủy tầng ozone. Thủy tinh lỏng là dung dịch đậm đặc của Na2, SiO3 và K2SiO3 đúng nè. Silicagen là chất hút ẩm được điều chế bằng cách là sấy khô một phần H2SiO3. Đúng rồi. Tiếp tục nè. Dung dịch chứa NaOH 0,2M, CaOH 2 lần 0,1M, rụt 7,84 lít khí CO2 và 1 lít dung dịch ít. Khối lượng cái tủa nhiều rồi. Tính CO2 mấy? 7,84 chia 22,4 là bèn. 0,35. CO2 là 0,35. Bây giờ tính OH trừ nè. OH trừ là cô lấy 1 lít. 1 lít cô nhân bên trong là 0,2 cộng cho 0,1 nhân 2 thì OH trừ có 2. CaOH 2 lần có 2 OH trừ nha. Đúng hoặc bằng 0,4. 0,4 tức là nó ra được 2 muối. Nó ra 2 muối là OH trừ cộng CO2 ra HCO3 trừ OH trừ cộng CO2 ra CO3 2 trừ bằng nước XE X X 2
2y này, x này, gọi x cộng y bằng 0 phết 35 này, x cộng 2y bằng 0 phết 4 này. Vậy mình tính là x bằng y là bằng 0 phết 05, y là bằng 0 phết 3. Cái tủa là CA2 cộng cộng CO3 trừ CA CO3, mà CO3 2 trừ là 0,05, CA2 cộng là 0,1. Vậy cái tủa sẽ là 0,05 nhân 100 là bằng 5 gram. Rồi, cho 22,4 gram sắt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư sau khi phẫn kết thúc tạo ra 0,1 mol NO và amol NO2. Sản phẩm khử của HNO3 chỉ tạo ra NO và NO2. Tính giá trị của A đơn giản ha. Lấy 22,4 chia 56 ra số mol sắt nhân cho 3 là hóa trị sắt bằng 3 nhân NO cộng với x nhân cho 1 là của NO2 giả đi bằng 0,9. Ok. Tiếp tục phương trình. Từ KNO3 KNO3 nè, mà muốn ra oxy á là bé việc nhiệt phân, đúng rồi. KNO3 mà muốn ra oxy là nhiệt phân. Từ oxy á, mà muốn ra HNO3 là chúng ta sẽ cộng với khí NO2 và nước. Rồi HNO3 chúng ta sẽ cộng với NH3 để ra amoni nitrat. Amoni nitrat mà muốn ra NH3, muối amoni muốn ra NH3 thì chúng ta sẽ cho tác dụng với dung dịch kiềm có đun nóng nhẹ. Bây giờ sang câu số 2 này. Bằng kiến thức hóa học hãy giải thích ý nghĩa của câu ta giao. Lúa chim lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Cái này nói rồi mà. Lúa chim lấp ló đầu bờ là cái giai đoạn đó, là giai đoạn nào? Nó chuẩn bị trổ đồng á. Nó dùng bị trổ đồng á, mà cái giai đoạn trổ đồng là nó cần nhiều phân đạm để nó trổ đồng. Vậy thì nghe tiếng sấm là nó phất cờ ra răng, nó trổ đồng á. Nó trổ, nghĩa nghe tiếng sấm phất cờ mà lên là nó trổ đồng á, là hạt nó ra nảy cái hạt lúa đó. Thì tiếng sấm là vì răng, sấm là nitơ sẽ tác dụng oxy ra NO, NO tiếp tục tác dụng oxy ra NO2, NO2 tác dụng oxy với nước ra HNO3. Theo cái nước mưa đi xuống kết hợp với các ion kim loại, các ion trong đất đó, thành phân đạm. Ok, nhớ nghe. Lúa chim lấp ló đầu bờ nghĩa là chuẩn bị trổ bông á, ra cái hạt lúa đó là sấm dậy nè, có tiếng sấm nè. Khi mà có tiếng sấm thì ra nitơ sẽ tác dụng với oxy, có nhiều lắm, trong khí có rất nhiều. Sau đó NO nó sẽ tự động lôi kéo anh oxy thành NO2. Sau đó NO2 lại tiếp tục lôi kéo oxy với nước. Nước này ở đâu? Nước mưa. Ra HNO3. Rồi HNO3 theo nước mưa rơi xuống đất, thấm vào đất rồi kết hợp với các ion kim loại trong đất, thành nguồn phân đạm cho cây, cây lúa trổ bông. Vậy á,
Bây giờ để xem cái con vịt nó làm bài này sao. Cho 35,4 gram hỗn hợp gồm bạc và đồng, tác dụng với dung dịch hát ngộ ba dư thì thu được 5,6 lít khí không màu. Ở điều kiện tiêu chuẩn vật khí này hóa nâu trong khí là khí nở NO. Sản phẩm thử duy nhất thôi. Ồ ok. Dung dịch B, tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu, tính thể tích dung dịch H2O3 2M đã dùng. Cô cạn dung dịch B, sau đó đem nung đến khi phẫn xảy ra hoàn toàn thuộc độ mờ gam chất rắn khang và tính mờ. Bài này rất là đơn giản đúng không? Ủa vì đang công việc mới tính tới cô B đó công việc. À cô C đây rồi nè. Ok. Trời ơi nó viết mà nó cân bằng mà nó tẩy nó xóa dễ sợ. Là mình có gì đây, CU. Nhớ là ghi khí không màu, hóa nâu khí là khí NO nha. Khí không màu nè. Hóa nâu. Trong không khí là khí NO. Ba CO ba đồng tám loãng. Bài này cứ đặt con số là ra rồi. Nó ngày hôm nay nó sáu mươi bốn x cộng 108 y. Còn mấy ông thông cảm nhé, đi viện đang giai đoạn tê tê, hết tê tê lẫn hết dở. NO là 2/3 x cộng cho y trên 3 là 5,6 thêm 2,4 ghi chữ mom ra đây không đỡ bị trừ điểm nè. Rồi bấm máy tính giải y 1 5 4 108 35 4 2/3 1/3 5,6 chia 2,4 x bằng 0,3 y 0,15. Rồi tính phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là phần trăm MCU bằng 64 nhân 0,3 chia 35,4 nhân 100. 64 nhân 0,3 chia 35,4 54,24%. Vậy phần trăm MAG bằng 100 trừ 54,24 45,76%. Tính thể tích dung dịch HNO3-2M đã dùng. Rồi về dung dịch HNO3-2M bằng số mol là 8/3 nhân 0,3 cộng 4/3 nhân 0,15 chia nồng độ là 2. 8 chia 3 nhân 0,3 cộng 4 chia 3 nhân 0,15 đóng ngoặc bằng chia 2. 0,5 lít. Dung dịch B là chứa gì đây? CO NO3 tất cả 2 lần là 0,3 mol.
và AgNO3 0,15 mol. Chất rắn á, rắn khang thu được là COO và Ag 0,3. Để cô viết phần trình cho nó dễ hình dung ha. Là cái này là ra COO cộng NO2 cộng O2 4 3 nghi khí AgNO3 Ag cộng NO2 cộng O2 khí luôn, không khí 0,15. Từ đó cô có M bằng 0,3 nhân 80 cộng 0,15 nhân 1,08 40,2 gram.